trị bệnh. Có thể dùng kháng sinh nhóm beta-lactam, ampicillin, amoxicillin để điều trị, hoặc tetracycline, doxycycline pha nước uống hoặc trộn thức ăn. Cách này thích hợp cho việc điều trị trong thời gian dài. Tuy nhiên, điều trị bằng cách cho uống có thể gặp thất bại do vịt bỏ ăn hoặc không đi lại được để lấy thức ăn. Trị bệnh bằng một trong các loại thuốc sau: thuốc tim, sử dụng Ceftiofur sodium hoặc Ceftriaxone hoặc Sequin B cộng S, 1ml cho 2kg thể trọng ngày một lần, tiêm liên tiếp 2-3 ngày. Dùng lọ bột pha vào lọ nước, có thể pha thêm Chymosin-4 hoặc Pimecat để tiêm dưới da hoặc tiêm bắp. Công thức pha gợi ý: 100ml Ceftiofur sodium hoặc Ceftriaxone hoặc Sequin B cộng S cộng với 20ml Chymosin-4 loại tiêm cộng với 40ml Pimecat. Hỗn hợp sau khi pha, sử dụng cho vịt 1ml cho 1,2kg thể trọng.